Chương trình thời sự tối tiếp nối với những thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng trên 44.000 chỗ ở tại các khu vực cách ly để tiếp nhận người nhập cảnh và nghi nhiễm bệnh COVID-19. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay 18 tháng 3. Vấn đề được Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tập trung thảo luận tại cuộc họp sáng 18 tháng 3 là việc tổ chức đón người nhập cảnh về Việt Nam như thế nào, vì hiện lượng người Việt Nam ở nước ngoài đang và sẽ trở về rất lớn. Riêng hôm nay 18 tháng 3, có hơn 5.000 người nhập cảnh vào Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải đã phân bổ từng chuyến bay về các sân bay trong cả nước có đủ điều kiện hạ cánh để tránh ùn tắc. Đại diện Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng tới 44.000 chỗ trong các khu cách ly tập trung và còn dự phòng khoảng 20.000 chỗ trong trường hợp cần thiết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phối hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát các nhóm đối tượng, người cao tuổi, người có bệnh lý nền mãn tính, người khuyết tật để phân loại và thăm khám sàng lọc tại nhà khi cần thiết. Thưa quý vị, đeo khẩu trang không chỉ là thói quen mà đang dần trở thành trách nhiệm mỗi khi ra khỏi nhà của người dân. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến ngày càng nghiêm trọng, không chỉ đeo khẩu trang đến nơi công cộng, nơi có đông người. Thời điểm này, nhiều người dân tại Bà Rịa Vũng Tàu còn ý thức hạn chế tụ tập đông người, theo khuyến cáo của chính quyền và ngành y tế để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Và đây được coi là sự chung tay góp sức cùng với chính phủ phòng tránh căn bệnh chết người đang phát tán sâu rộng trên toàn thế giới. Nhóm phóng viên thời sự BRT tiếp tục ghi nhận về vấn đề này. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tại các điểm thường có đông người tập trung như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, phần đông tiểu thương và khách hàng đều đeo khẩu trang. Ban quản lý các chợ, các trung tâm mua sắm cũng thường xuyên thông tin cho người bán lẫn người mua về dịch bệnh COVID-19 thông qua hệ thống loa phát thanh qua các băng rôn. Thì mình phải bịt khẩu trang, bảo vệ về mình khỏi lây bệnh cho con mình, là gia đình mình nữa chứ. Mình đi vậy mình bảo vệ bản thân mình, bảo vệ được, mình không lây lan cho những mọi người khác. Cái bệnh này ra đi ra đường là đúng là ai cũng phải đeo khẩu trang, chứ để cũng thôi là như nó gây hại cho cả người dân, ai cũng vậy hết trơn, cả gia đình mình, cả người khác nữa. Nếu mà chủ trương của nhà nước vậy là quá tốt, chúng ta phải đeo khẩu trang để giữ gìn sức khỏe cho mình rồi cho cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, Ban quản lý các chợ, trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho tiểu thương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, phân công các tổ đội thường xuyên xuống tận những quầy hàng, nhắc nhở tiểu thương, người dân đi chợ đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh tay, dụng cụ kinh doanh. Những trường hợp không chấp hành có thể bị các hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thẩm quyền xử phạt là thanh tra y tế hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường. Thành phố Bà Rịa, trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quảng trường 27 tháng 4, quảng trường trung tâm thành phố. Vào buổi chiều tối thu hút rất đông người dân đến vui chơi, dạo mát. Từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, lượng người ở đây giảm đến 70% so với ngày thường. Hầu hết hàng quán trong khu vực đã đóng cửa. Còn vài nhóm nhỏ người dân đến thả diều, tản bộ, tập thể dục, nhưng vẫn không quên đeo khẩu trang. Được nhà nước, chính phủ là để tuyên truyền, thì những chỗ đông dân cư, ví dụ như chợ búa, là cũng chấp hành tốt, theo cái chủ trương đường lối nhà nước, theo chủ trương lối nhà nước là chấp hành tốt. Rồi những quán xá, những trụ điểm, những quán bar cũng thực hiện tốt, không có tập trung. Mình khi mà mình rất là cẩn thận trong cái việc mà cho mọi người đi ra ngoài, ở trong gia đình đi ra ngoài thì đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang như mọi bữa thì mình không cần phải đeo, nhưng mà trong dạo này thì cần phải đeo khẩu trang để mà mình bảo vệ cho chính bản thân mình và gia đình mình. Dịch COVID-19 rất là nguy hiểm, cho nên khi nào con ra đường, con mẹ dặn con phải đeo khẩu trang và phải đeo đúng cách. Và con mẹ hôm nay mẹ dắt con đi tập thể dục để chống lại dịch COVID-19. Chợ đêm Bà Rịa là nơi nhộn nhịp nhất tại thành phố Bà Rịa vào buổi tối, nhưng nay vắng vẻ, vắng khách, nhiều gian hàng tạm ngưng hoạt động. COVID-19 bây giờ là ảnh hưởng rất là nhiều. Ví dụ như số lượng, ví dụ như hồi đó bán được 50 thì bây giờ nó giảm thì chỉ còn được 15 hoặc là 20 rồi. Nếu như ấy là bắt đầu nó giảm cái số lượng người đi bớt lại.
đại bộ phận người dân thành phố Bà Rịa đang nỗ lực góp sức mình vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 bằng cách ở yên nơi mình cư trú, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của ngành chức năng. Tại thành phố Vũng Tàu, nơi thường tập trung đông người vào buổi chiều và tối là bãi biển, nhất là khu vực bãi trước. Vào chiều tối qua 17 tháng 3, ở khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu, ống kính phóng viên thời sự ghi nhận vẫn còn một bộ phận người dân chưa quan tâm đến việc đeo khẩu trang vì cho rằng Vũng Tàu chưa có ca lây nhiễm COVID-19 nên cũng không mấy lo lắng. Trong những ngày gần đây, trong cái xảy ra dịch COVID ấy, thì tôi cảm thấy rằng thì đường xá có vẻ ít người đi hơn, nhưng mà cái công viên bãi trước này ấy, thì trẻ con rồi là kia vẫn ra tập bình thường. Khẩu trang thì cũng hạn chế, không phải là trong cái không gian mà nó rộng rãi thoáng mát như thế này thì cũng ít khi người ta đeo khẩu trang. Thế thì trong những cái ví dụ như là đi siêu thị hay là đi những không gian kín mà môi trường máy lạnh ấy, thì cái đấy thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. À, nếu mà nhà nước mà bắt buộc phải đeo khẩu trang thì tôi nghĩ rằng cái lúc đó thì là cái lúc mà tình trạng nó sẽ khẩn cấp hơn bây giờ rất nhiều. Khu vực công viên Tam Giác bài trước, trong các quán cà phê, giải khát hay trên các tuyến đường Hạ Long, Trần Phú, dọc khu vực bãi trước, bình thường có rất đông người dạo biển, hóng gió, nhưng nay giảm hẳn. Tuy nhiên, với những người vẫn ra biển đi dạo, thì cũng chỉ có ít người mang khẩu trang. Ngày nào cũng ra đây ngồi chơi thì qua dịch thì thấy là nó giảm khách rất là nhiều, 90%, còn bình thường thì rất là đông. Thấy khách du lịch nó cũng bớt á, thì mình mới bỏ ra cho thoải mái xíu, còn bình thường thì vẫn đeo. Tôi đang ngồi ở khoảng cách khá xa nên không cần phải mang khẩu trang. Còn mà nếu mà ngồi mà tiếp xúc gần nhau quá thì tôi nghĩ là mình mang khẩu trang. Hiện tại tôi thì thấy rất ít người mang khẩu trang, chủ yếu là những người đi đường người ta mang. Còn mà người ta ngồi uống cà phê hay ăn uống như tôi thì không có. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có trường hợp nhiễm COVID-19. Đây là thành quả nỗ lực của các cấp, các ngành chức năng lẫn sự đồng lòng chung sức của người dân địa phương. Để duy trì bền vững thành quả này, rất cần mỗi người dân tiếp tục tuân thủ mọi khuyến cáo của ngành chức năng. Riêng với việc không tụ tập đông người, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, nơi có đông người, không còn là khuyến cáo mà đã trở thành quy định. Quy định này cũng nhắc nhở người dân không nên chủ quan, dù chỉ với việc giản đơn, đeo khẩu trang nơi công cộng, đeo đúng cách trong mọi thời điểm.